Hello, hello các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm chiếc Lego mini. Lego máy bay chiến đấu mini. Hai nã nhí chơi cho bay nữa. Ok, bắt đầu lắp ráp thôi. Bắt đầu trước tiên ta gấp bằng cái cánh nó bay trước, cái đầu cánh quạt trước. Cánh quạt, lấy cánh quạt vào. Gắn vào đây. Kịch. Chà, nhà máy của con chà. Ừ. Nhà máy của con. Kịch, gắn vào. Bay dèo dèo. Trung gỡ nhà máy con quay. Chèo chéo. Rồi, gắn vô cái đồng quay. Nhà máy rất đẹp. Ồ, rất là hay. Chà. Hình đẹp không? Đẹp. Đẹp như cái bẹp. Đẹp như cái bẹp. Rồi, tiếp tục. Gắn vào đây thôi. Lúc đó nhà máy của ông sản xuất của con đây chẳng. Ừ. Đây là nhà máy sản xuất. Con cha. Ừ, nhà máy sản xuất. Sản xuất gì? Sản xuất cái xe. Sản xuất xe hả? Dạ. Ngầu dữ vậy. Con gỡ gắn gấp lại được đó. Ừ. Dạ. Gỡ ra nha. Ừ, gỡ ra đi. Rồi, tiếp tục cái cánh máy bay. Dạ. Con gỡ ra hết trơn, rồi này con gấp lại cho cha. Cánh máy bay. Dạ. Ừ. Cánh máy bay. Rồi làm cái thứ ba. Bánh xe máy bay. Gắn vào đây. Cái này dễ lắm ta. Khá đơn giản. Rồi gần xong rồi. Rất là đơn giản. Đơn giản như đang giỡn. Gắn vào đây cái nắp máy bay. Tiếp tục. Nắp máy bay gắn vào nữa. Okay. Càng hình thành chiếc máy bay rồi. Này là máy bay chiến đấu hồi xưa. Chưa cổ gì. Máy bay hai cánh hồi xưa. Xưa ơi là xưa. Gọi xong mình vô. Chào. Gì? Cháy không? Giỏi quá. Cưa cái nhà của mình luôn. Cưa cái lèo quả cưa. Chi cái lèo quả cưa. Quả cưa cưa quá. Gần xong rồi các bạn ơi. Tiếp tục. Không xong luôn rồi cho nói gì nữa. Gắn cái đuôi vào thôi, hoàn thành cái đuôi, cánh hoàn thành. Các bạn. Rồi, tiếp tục là cái đầu. Các bạn. Nhanh không? Nhanh. Xong. Đây là máy bay hai cánh. Máy bay chiến đấu hai cánh. Bay. Ủa cha. Chơi cha. Ừ. Cho vua nữa hả? Còn hai cái này sao? Máy này nó đâu có xài. Gắn vô đây nè, gắn vô. Loại bay đâu có xài cái đó. Có. Không. Nhớ có. Thấy rồi chị. Rồi, để máy bay đây, một chiếc máy bay. Tiếp theo. Ok, tiếp theo mình sẽ review cách lắp ghép xe đua. Xe đua ba lá. Xe đua này xe đua công thức 1. Siêu ôi nhanh. Còn xe cảnh sát nữa. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ review thôi. Rồi tiếp tục sẽ review cách làm xe. Xe đua, xe đua công thức 1. Bước 2. Công thức 1. Công thức 2. Công thức số 2. Này là gọi là công thức 1. F1 á. F2. Bắt đầu là rồi làm cái bánh xe trước, gắn hai cái bánh vào. Gắn hai con vô. Hai bánh vào. Bánh vào. Tiếp tục. Gắn vào đây nữa. Éo, rồi được hai cái bánh rồi. Gắn vào đây thôi, rất đơn giản. Đây là lên lượng. Tiếp tục. Bánh này vào. Ô da cái đầu của tụi. Bánh này vào nữa. Nhập quá. Có gì lộn lộn mà mình ơi, lộn rồi, lộn đầu ra bánh rồi, ok, xong. Rồi, chúng ta gắn đây cái nữa. Oh yeah, đẹp.
đẹp nhưng từng nét đẹp. Đó. Đẹp như cái bẹp. Đẹp như cái bẹp. Đó, tiếp tục. Đẹp con bẹp bẹp. Bẹp bừng bừng bẹp. Con bẹp. Tiếp tục gắn cái mũi xe trước lên. Dạ, lấy cái mắt đi cho. Dạ. Dạ. Ừ. Chị con lấy đi. Thấy không? Không. Mở viên cho nè. Thôi con ra trước chơi đi. Không. Tiếp tục nha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục thôi, làm cái đuôi xe. Lấy cái này, lấy những cái gấp này làm cái đuôi xe, gắn vô. Đó, xe, cái đuôi xe đây. Rồi gắn lên đây. Rồi, hoàn thành cái đuôi xe. Thật là nhõng nhõng. Không bèn lên, bèn lên. Oh, shit, rồi. Bèn đuôi xe lên. Rồi, xong cái đuôi xe. Tiếp tục là cái chỗ ngồi. Gắn vào đây. Rồi làm cái đồ cản chân trước. Đồ cản gió của chiếc xe. Rồi xong, gần xong rồi các bạn ơi. Gần xong rồi. Thật là very good. Oh yeah. Cái này xong, gắn vào đây nó là xong. Có sai sót gì không đây? Không. Kết thúc rồi các bạn ơi. Còn sai sót gì không? Khá là đẹp. Con này đến đâu đây? À, cái này không phải đây. Mà nó đã ở đây. Đây là hai chiếc, một chiếc nó bay và một chiếc xe. Xe được.